Hôm nay chúng tôi sẽ có một cuộc đua xe khó nhất từ trước đến giờ mà chúng tôi từng đua. Ai thắng sẽ được 2 triệu Việt Nam đồng. Chúng ta sẽ có 4 map. Ở mỗi map mà ai chạy về nhất sẽ được 4 điểm, về nhì sẽ được 3 điểm, và nhì 3 sẽ được 2 điểm, và về cuối là sẽ được 1 điểm. Sau 4 map, ai mà có tổng số điểm nhiều nhất sẽ là người chiến thắng. Những người tham gia ngày hôm nay gồm có Bo, Huy, tôi và chị tôi, Lana. Đúng như vậy là chị tôi đây. Chơi đuôi xe tệ lắm anh em ạ. Mong anh em thông cảm. Mọi người sẵn sàng chưa? Let's do it. Vô. Yeah. Rồi, chúng ta đến với map đầu tiên. Chơi nào. 3, 2, 1. Đi, 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 đi. À. Qua nè. Không có man. Bình tĩnh bạn, bình tĩnh bạn. Bình tĩnh cái gì? Ôi, ôi. Đông luôn rồi. Ê, ê, ê. Quẹo liền. Ôi. Ê, cái gì vậy? Nóng vội vậy, nóng vội vậy, nóng vội vậy. Ơi. Rồi, ui nóng vội vậy. Chạm cái chạm đó. Ôi, ôi, chết bói. Bên đây, bên đây nè, bên đây. Ôi, chết bói. Rồi, chạy ta đâu rồi. Ui, tung hàng đào rồi. Rồi, lên giờ mới lên nè. Ê da, ê da, đau đầu á, ê da. Ôi, tôi đi khúc này mượt thật sự. Ôi, mẹ vừa mới nói luôn. Ấn F để quay trở lại nha. Ai mà rơi xuống. Nổ luôn rồi. Oh man. Holy shit. Coi chưa. Can you do đây. It I can't do it. Wow, I can't wow, do wow. it I wow. can't do it. Oh, 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 where we go. Where we go. Where we go. Bay lên nóc nhà. Bay lên nóc nhà rồi. Rồi xong. Chạy. Chạy. Chạy nào. Rồi tập trung chạy nha. Ai là người đứng chót thì cũng biết rồi đó. Cái này là map dễ đấy. Map dễ đầu tiên đấy. Ui nó gọi là đen. Nó gọi là đen. Sao sao 30 chưa phải là Tết. Ui có cái kẹp. Ui ui thôi. Ôi lên rồi nha. Lên rồi nha. Chết. Ui. Ui, đúng xanh. Lật xe. Ui. Rớt xe luôn rồi. Ok, hình như đi lộn chỗ, đi lộn đường rồi. Ui sao rớt xe luôn rồi. Ôi, hạng 2 thôi, thôi. Ui. Thôi. Ừ, hạng nhất luôn rồi. Ê, khúc này khó nha, khúc này khó phải. Khúc này khó. Ủa, 3 người lên đây hả? Ủa, hình như đi sai đường rồi sao mà. Thấy chưa. Khó thế nha. Mà nỗi ám ảnh bắt đầu rồi đó. Ừ, oh, qua được rồi, nào. Hay quá. Kinh nhé, kinh nhé. I'm so fat. Rồi, chết rồi. Anh em đừng có thấy hồi nãy tôi đứng nhất là tôi chơi ăn gian hay là chơi trước. Tôi chỉ coi hình và tải mấy cái map này về thôi, chứ không có chơi trước gì hết nha. Tìm không ra đường. Ui, lo quá rồi. Đúng rồi. Có quá. Ba người chưa phải là. Ôi quá rồi quá, yeah let's go mấy quá. Thôi vòng vàng. Ê rồi ra đây luôn rồi. Kinh thế nhờ. Ryan kìa, Ryan vào 240 giây nữa kìa nha. Rồi về nhà hạng 3. 11:59 vẫn chưa là giao thừa mà. Huy đứng hạng nhất 4 điểm, Bo đứng hạng thứ hai được 3 điểm, tôi đứng hạng thứ ba được 2 điểm, chị tôi không về được 0 điểm. Chúng ta sẽ đến với map thứ hai. Map này cho phép chúng ta có thể đụng vào nhau đấy. Ok nhá. Và do. Ôi sao toàn chọn xe khác nhau không nhỉ? À, vậy nó mới hấp dẫn. Chơi chơi chơi. Ôi xe nhanh hết. Chưa gì hết nhảy xuống. Ê xe Bo đổ đúng không? Ok. Không không xe này chưa đổ, xe này chưa đổ. Xe này zin. Đưa đi. Ủa. Quay nè. Ôi, sao phải leo lên. Ừ, leo cao lắm, leo cao lắm. Leo cao dạ. Rồi phải bay qua cái lỗ rùm lum hết vậy. Vậy đúng vậy. Đúng, đúng vậy. Vậy, vậy nó mới khó. Ôi dồi ôi, lên không nổi. Ừ, lên nổi, 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 vừa đủ, vừa đủ. Vừa đủ. Ôi dồi. Bám xe qua, bám xe qua. Ôi, ôi dồi. Vừa đi tàu lụi siêu tốc luôn. Không lấy đường quá. À, rớt rồi, rớt rồi. Rớt hả? Rồi đến top 4 luôn rồi. Rồi à, để chị ta vượt mặt là không ổn rồi. Còn Bo chạy nhanh dưới ta, có sức kỳ á. Đua, đua người ta cần kỹ năng. Kỹ năng phải không? Rồi, bước 3 rồi nè. Huy đang đứng chốt. Ôi. Ôi, cái này. Ui. Ôi. Rồi xong rồi bói. Ôi, mê tụi nó nữa. Không, không, bạn. Ôi, cái cha nó táp hết rồi bạn. Ôi tung bể bong bóng luôn à. Vậy ăn cái trà đã táp hết rồi. Vậy ăn cái trà đã táp hết rồi. Quay đâu rồi. Em đang chạy. Ui rồi hạng nhất rồi. Bảy. Không được. Quá quá. Hợp lý luôn, hợp lý luôn. Kẹt, nó bị kẹt luôn rồi. Nó không chạy được rồi. Giờ sao? Ấn ép, đẹp, đẹp. Đi rớt xuống dưới đường bình thường lại rồi. Ôi dạ nè. Let's go baby. Đẹp, đẹp chị. Đẹp.
thua hạng nhất. Ui giời, cái 4 điểm ai ra đâu. Là đại dương nè, chạy nhanh lên, cứ chạy nhanh lên, chạy nhanh quá luôn, chạy nhanh quá luôn nó mới gì được. Thôi rớt rồi. Ở đây coi cái gì vậy? Ơi, ráng đi, chạy một đường luôn, chạy một đường luôn. Chị tôi vẫn về không kịp anh em ạ. Ba người tụi tôi, Huy, Bo và tôi là bằng điểm với nhau, chị tôi vẫn không điểm anh em ạ. Qua map này thấy chị tôi không đua lại, cho nên là chúng tôi cho chị tôi chạy trước một phút. Let's go. Rồi, chúng ta sẽ đến với map thứ ba anh em ạ. Map này cũng không gọi là dạng dễ đâu. Rồi nhìn thấy cái đường là không thấy dễ rồi đó nha. Ui giời. Mới vô là thấy. Nè, từ từ, 1 3 2 1 chạy trước kìa, chạy trước kìa. Rồi bắt đầu đếm giờ, chạy đi. 4 giây đã trôi qua. Không thấy đường nào đâu chạy. Cứ chạy theo cái đường đó, cứ chạy đi. Ui kinh á. Cứ chạy tuốt lên cái ống luôn vậy, chạy dưới cái ống cơ. 35 giây đã trôi qua rồi nha. Rồi 58, 59. Chạy theo cái ống nè. 60, chạy đi, chạy đi. Đó. À chạy đó. Theo cái đường chạy trên cái ống, chạy trên cái ống, đúng rồi. Nhầm. Chạy trên cái ống mà ở đâu mà trong cái ống? Sorry. Mẹ. Thôi. Đừng qua nghèo thế rồi. Rồi xong. Nữa. Còn khó nữa, khó bình nữa. Bình tĩnh. Số sen này nó chạy nhanh thế nhờ. Đúng rồi, chạy nhất luôn nha, đứng nhất luôn nha. Đang tới. Nè, rồi đang tới là hiểu rồi. Đứng cứ chạy đi, đừng lo cho chị. Cái gì vậy? Ủa, gặp xiếc à. Cho đứng nhất hoài ngại thế nhờ. Trường gia mới biết ngựa nó hay. Okay. Đừng bao giờ kinh thường rồi. Đi ra, ây da. Khúc này khó này nha. Oh no. Quay. Quay man. Khúc đó phải chạy nhanh nha. Rớt rồi. Khúc này khó này nha. Oh. Quay. Ngại rồi, ai đứng nhất vậy? Bò. Đồ, xuống tôi bà. Ủa, mấy đứa biết người đứng nhất luôn rồi hả? Chưa. Chạy xong rồi hả? Ôi. Rồi qua nha, qua được cái khúc đó nha. Ui. Nào rồi, tụi dí theo luôn. Ui, mày nói gì? Kinh đó, chạy kinh đó nha. Đừng vô xoay mẹ. Bình tĩnh thôi. Đèn thế nhờ. Ui. Không có đèn đâu. Chạy như người dơi vậy. Chưa nha. Rồi cái map thứ hai rồi. Lắp hai quên. Holy man. Tao rớt rồi. Oh yeah man. Quên nó ngép luôn. Oh yeah man. Nãy mới nói cái gì? Top 1 quay ngại hả? Vai chưa. Yeah. Ui rồi. Mới nói cái. Holy man. Ôi, thằng bò rồi. Rồi xong bò. Không. Xong bò. Bình tĩnh. Mình tĩnh cái gì? Ủa, mình đuổi tới đích rồi đây. Sao? Bình tĩnh. Nhìn tới chiến thắng. Để đưa ta đến bến bờ vui. Bò nhất rồi. Cái này. Rồi, ta hàng 2. Sẽ đứng hàng 3 đây. Chắc đoán trước được không ạ? Nãy giờ chưa qua được cái chỗ cục đá nữa. Anh em có thể đoán trước được rồi vậy? Rớt hoài thôi. Bo sẽ được 10 điểm, Huy sẽ được 8 điểm, tôi sẽ được 9 điểm. Còn chị tôi mặc dù đã cho chạy trước nhưng mà vẫn không về kịp, không điểm. Sau khi kết thúc cái map hồi nãy thì tôi thấy cái map đó khá là dễ, cho nên là tôi quyết định tổ chức thêm một map nữa. Và kết quả là thấy có cái gì đó quen thuộc. Là top 1 à? Rất tội à. Hạng 2 nhá. Ok. Ok, về không kịp luôn. Yeah. Ok. Bo được 14 điểm, Huy được 11 điểm, tôi và chị tôi không về được, không cộng điểm. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn còn cơ hội vào map cuối. Go. Chúng ta sẽ đến map cuối cùng, map khó nhất. Lần này hả mà chị tôi chạy về đích đứng nhất là sẽ ăn luôn cái giải thưởng ngày hôm nay. Đúng, chính xác. Khoan, tại sao tôi lại nói vậy? Không phải khinh thường đâu nha. Mà anh em thấy trình của chị tôi rồi đấy. Bắt đầu chạy đấy. Lần này không Go. Có một phút gì nữa nha. Bây giờ đứng nhất thấy vui rồi. Xem mấy đứa này nó có tên lưỡi không nó chạy nhanh dữ. Tại đứng nhất, tại đứng nhất, tại đứng nhất. Rớt, mới vô đã rớt rồi, chết tôi rồi. Ok, hay là tôi bị chọn lỗ map mà mới vô chưa thấy gì khó ta. Chị đang đứng thứ hai rồi nha mấy đứa. Kinh vậy? Sao lại đứng nhất? Rớt rồi. Rớt luôn. Quên nổ luôn ạ. Thằng nè Dương đang đứng nhất. Trời sao. Ôi. Chết rồi. Không được nha, không được nha. Ôi. Bậy nha. Hay là giả nai 4 trận trước để xin cái này đó. Giả nai rồi. Ok. Chết rồi. Vô giờ kinh cường người khác. Ôi khó thế. Ôi giờ mới biết nó khó. Mới gáy cái nó khó vậy. Chết rồi.
chết rồi, rớt luôn rồi. Này thì bị đạp, này thì bị đạp. Kinh thường người khác, kinh thường, kinh thường, kinh thường, kinh thường người khác, kinh thường, kinh thường. Ôi trời ơi, này không lấy được. Qua, 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 let's go baby. Ôi sao kỳ vậy, sao tự nhiên nó rớt xuống vậy? Mà chị thứ hai. Lúc này mình sẽ chơi một cái góc nhìn thật là góc nhìn thứ nhất. Hợp lý đây, hợp lý đây. Ôi lại rớt. Này mình. Đúng rồi, quá rồi, quá rồi, quá rồi. Ghê. Khó quá ta. Đúng đi. Ôi 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 ôi. Khúc này nữa à. Đừng, đừng, đừng ra. Tao biết ngay rớt mà. Ôi 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 ôi. Mượt. Ôi mà trong mặt quá vậy. Em ôi. Ôi tôi qua rồi. Ui tôi qua đây cũng đẩy nó luôn. Ui kinh ta. Ôi qua rồi nè. Ui. Ôi xem nữa qua được. Ủa tôi đứng nhất rồi. Ôi trời ơi. Cái xe hồng của đứa nào đang làm lộn. Em đang quay như nào đó. Có khúc này khó lắm bay. Nhiều khúc khó lắm. Nhiều khúc khó lắm. Qua rồi, mới vừa nó qua luôn rồi. Khúc bài ta. Hai lap. Còn lap cuối nha. Còn lap cuối nha. Giờ mới qua lap 2 nè. A few minutes later. Thấy nào ta. Rồi hai rồi. Ôi rớt rồi. Khúc này khó, khúc này khó. À, rớt rồi, rớt rồi. Ôi chưa rớt. Sau khi tôi cười. À. Oh, à, mùi tiền. Rồi. Oh yeah, oh yeah. Đâu xa. Còn hai người cuối thôi. Race end trong 3, 2, 1. Gì hả? Gì hả? Sau trận đua cuối cùng thì Bo được 18 điểm, tôi được 12 điểm, Huy và chị tôi không về được nên không cộng điểm. Mà thôi kệ đây, chúng ta đã có người chiến thắng, đó chính là Bo. Cảm giác nhận được 2 triệu Việt Nam đồng sẽ như thế nào? À, rất là hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc khi đạt được giải thưởng này. Rồi, cắt rồi, được rồi đó, được rồi đó. Thôi, chút xíu chia tiền cho. Và đấy là cuộc đua xe khó nhất mà chúng tôi từng chơi. Hẹn gặp lại anh em ở những tập tiếp theo.